Đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn, dịu muôn tiếng thơ. Không gian trầm lắng như âu yếm du, ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ run, trăng vờn làn sóng. Ba. Yêu ai anh ba. Nắng. Ủa, con. Trời ơi, có mấy cái cây kiểng này à? Mà sao ba không để cho anh Quang tưới đi? Ba tưới chi cho cùng vậy? Con phải để cho ba hoạt động thì ba mới mau khỏe chứ. Nằm hoài chỗ chán lắm. Ba nè, con hỏi ba này, ba phải trả lời con thật nha. Chuyện gì mà hôm nay con gái của tôi có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Bộ, ba thương cô Mỹ nhiều đến như vậy hả? Con thấy hồi nào giờ ba có hát hò đứng vui vẻ như vậy đâu. Vậy thì ba với con Mỹ là một cái đám cưới đi ba. Nhưng mà giờ ba đâu có tiền nữa đâu mà làm đám cưới. Vậy nếu như ba không có tiền thì ba bán bớt 1, 2, 3 cây kiểng ở trên sân thượng của ba đi. Con nói ngộ chưa? Mấy cái cây kiểng đó cũng giống như con của ba vậy. Ba cưng tụi nó thì cũng giống như ba cưng con. Làm sao có thể bán mấy đứa con của ba được? Ủa vậy sao con thấy trên sân thượng của ba có thêm 2 cây kiểng đó vậy? Làm gì có. Ba đã nói với con rồi, mấy cây kiểng đó cũng giống như con của ba vậy. Ba có bao nhiêu đứa con ba phải biết chứ. Chắc con nhầm lẫn gì rồi. Ba có giấu con chuyện gì không? Thật ra thì ba phá sản thiệt mạng. Quỳnh nè. Dạ. Tại ba bị phá sản nên đã liên lụy tới con. Được khi thấy con cực khổ, ba cũng đau lòng lắm. Hay là con ra nước ngoài sống với mẹ nha. Như vậy sao được ba? Bây giờ gia đình mình đang gặp khó khăn, ba cũng thất thế nữa. Thế nào cũng sẽ có thế lực khác để mà nổi lên. Có mình anh Quang bên cạnh ba, con cũng phải ở bên cạnh ba để bảo vệ cho ba nữa chứ. Gì nữa? Ba không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ông Trùm lại được chính con gái của mình bảo vệ. Bộ con không sợ hả? Dạ không. Chỉ cần bên cạnh gia đình mình, cho dù ba có phá sản giả hay thật thì con cũng sẽ chăm lo cho gia đình mình. Cảm ơn con. À, giờ ba tính vậy? Ba tính sao ba? Ba định bán nhà. Ba định bán nhà này luôn hả? Đâu có. Bán nhà của cô Mỹ đang ở á. Căn nhà đó trước đây ba mua cho cô Mỹ. Bây giờ mình kẹt tiền thì mình bán đi. Bởi vì cô Mỹ sớm muộn gì cũng về để ở chung với mình mà. Dạ, đúng. Ê Mỹ. Ôi, nóng được chết à. Ba, cơm nước xong rồi. Ba với em vô ăn cơm. Con tính mời cô Mỹ nữa mà không thấy cô đâu trơn. Cô mới vừa chạy ra cổng á. Ủa sao lẹ vậy? Chắc là về nhà rồi. À, như cơm. Tí nữa con qua nhà của cô Mỹ. Dạ, dạ. Nói với cô Mỹ là mang giấy tờ nhà qua bên đây. Ba có chuyện muốn bàn. Giấy tờ nhà.
Alo, tôi nghe. Sao? Vẫn chưa điều tra ra được à? Mấy người tưởng tiền của tôi là giấy chắc. Tôi nói cho mấy anh biết, tôi cho các anh thêm 4 ngày để tìm ra xem lão cáo già đó có thật sự phá sản hay không. Biết chưa hả? Vậy đi, khi nào xong chuyện tôi sẽ trả tiền đủ cho mọi người. Làm gì đây vậy? Em nói em gọi điện thoại mới tới đây mà. Đâu có gì đâu, anh qua đây nhậm chức cho nên sẵn ghé qua thăm em thôi. Cái gì? Nhậm chức hả? Ừ. Là sao? Anh vừa được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính do chính chú Cường ký đó. Anh nói thiệt hay nói giả vậy? Em không tin anh à? Ở bên cạnh anh sẽ có nhiều bất ngờ lắm cô bé à. Bà ơi, chuyện lớn rồi, ba ơi, chuyện lớn rồi à, gì? Chết à? Rồi, xong luôn. Đợt này là chết chắc luôn rồi, chuyện quá lớn luôn á. Chuyện bà gì? Bà còn bình tĩnh, bà uống nước rồi hả? Con mệt quá, rồi con miếng nước đi. Thôi, cho còn nước nè, còn nước nè. Chuyện lớn lắm luôn á. Anh nói nghe đi. Em với bà bình tĩnh đi. Hồi nãy bà kêu con qua nhà cô Mỹ, đúng không? À. Con qua nhà cô Mỹ không tiếp con. Ghê chưa? Tại sao? Con biết cái cô Mỹ cái dọn đồ đi, cái cô nói nói cái gì? Bà từ từ đi. Nói cái khó nói lắm. Khó nói cũng phải nói. Cậu nói chia tay rồi đừng có đòi lại quà nữa. Tôi đi du lịch nước ngoài đây. Đó, cậu nói vậy luôn á. Ghê không? Trời ơi. Tại bà hết á. Thiệt. Bà không ngờ tình cảm 20 năm giờ chỉ vì cái giấy nhà mà nó đổ vỡ. Bà khóc à? Ôi mà, thương mà, đừng khóc mà, thương nhiều mà. Ai vậy? Ông tới đây giao qua cho tôi á, lộn lộn nhà rồi đó. Ông mà tới kiếm chuyện á, tôi không rảnh tiếp đón ông nha. Thầy hiểu lầm rồi. Giao bông cũng không phải giao, mà kiếm chuyện cũng không ai kiếm luôn. Bông này tôi tặng thầy, mặc dù bữa nay không phải 20 tháng 11. Mắc mớ gì mà ông tặng bông cho tôi? Thì cũng có chuyện nhờ giả thầy giúp đỡ mà. Chuyện gì? Mấy chuyện tế nhị tình cảm cá nhân á. Bộ có người yêu hả? Bậy, ông nói chuyện tôi. Chứ của ai? Chuyện của ba nuôi tôi. Ổng bị thất tình, tội nghiệp lắm. Mà thầy là thầy giáo, chắc thầy biết kinh nghiệm làm sao an ủi mấy ông già bị thất tình đúng không? Ủa chứ bây giờ thầy giáo là phải biết an ủi người thất tình đó hả? Trời, thì đương nhiên rồi, thầy là thầy giáo, kinh nghiệm biết bao nhiêu năm trong nghề, bên cạnh đó là sức mạnh vô song giúp đỡ biết bao nhiêu học sinh, thì chắc chắn thầy sẽ biết cách làm sao để an ủi mấy người già bị thất tình mà. Tội ba nuôi tôi lắm thầy ơi. Bé Oanh cũng lo lắng không kém. Bé Oanh mới biểu tôi qua đây nhờ thầy giúp đỡ đó. Thầy ráng giúp giùm tôi đi thầy. Tội nghiệp ổng lắm thầy. Cứu một mạng người còn hơn xây 10 biệt thự luôn này. Thấy. Dạ. Xin lỗi bà. Mày mắc cái gì mày lẻo đẻo đi theo tao hoài vậy? Thì con đang rảnh mà, thì con theo ba cho vui thôi. Tao thấy có mình mày vui à. Ba không có vui gì hết á. Ba không vui hả? À. Chết rồi, ba không vui hả? Ba không vui chỗ nào thì ba cứ nói cho con đi, san sẻ cho con đi. Con luôn luôn lắng nghe, mặc dù lâu lâu con mới hiểu. Nhưng mà con nghĩ là với vai trò của con á, thì con sẽ chia sẻ cho ba được. Nói đi, không vui chỗ nào? Bộ mày sợ tao buồn rồi tao nghĩ quẩn. Đúng. Tao làm bậy. Đó, ghê lắm. Tao già rồi, chứ đâu phải như thanh niên tụi bay. Yêu cuồng, sống rồi, đòi sống rồi chết, nhảy lầu tự tử. Ồ.
Vậy ba chắc là đủ bản lĩnh và tự tin, đủ sự mạnh mẽ để vượt qua được mối tình hơn hai mấy năm vừa mới tan vỡ không? Yêu không được thì thôi. Oh, wow, thôi ha. Thôi à, thôi rồi. Thôi thì thôi. Ok, ba nói vậy con cũng yên tâm phần nào. Mà cũng chúc mừng ba. Cái cây mà ba rất là thích luôn, sắp trụi lũi rồi. Trời ơi, cái nhà nhìn như cái rừng sinh thái vậy đó. Mùa thu lá rụng quá. Sao mẹ em nói sao? Thì con không biết đâu, thì thầy Khải nói bây giờ tâm trạng của ba là quan trọng nhất, tất cả mọi thứ xung quanh không quan trọng, nên con để cho ba ngắt thoải mái thôi, cho ba thoải mái. Thoải mái cái đầu mày á, suốt ngày mày nghe lời cái thằng thầy giáo khó ưa đó, rồi bây giờ mày kể xấu tao cho cả làng cả xóm nghe. Vậy mày ở đây làm gì? Mày qua nhà thầy giáo của mày, mày ở đi. Dạ. Không có, con giỡn rồi mà. Trời ơi, thôi mà, ba bình tĩnh đi mà. Con nhìn cái cây đó, nó chết bây giờ. Con mày nhai hết cái cây này luôn. À, mày hả mày? Thôi mà.